Rồi. Vậy là hôm trước chúng ta đã coi như là đã xong toàn bộ những cái phần liên quan đến chương trình tin 10 và có nhiều cái nâng cao hơn nữa rồi. Thì hôm nay tôi sẽ có một cái buổi cũng mở rộng thêm và đi vào một số những cái tính năng mà chúng ta cũng sẽ cần. Thì đầu tiên tôi xin nói về cái khi mà chúng ta khởi động Python ấy, thì nó vào cái trang này thì nó sẽ mà chạy cho chúng ta gọi là cái Python lõi, cái Python lõi, tức là nó đưa vào đây, nó đưa vào trong trong chương trình này tất cả những phần, những cái mà theo theo Python là đơn giản nhất mà chúng ta có thể dùng. Nhưng mà tất nhiên là nó không phải tất cả, có nhiều những cái chức năng, nhiều những cái hàm, nhiều những tính năng mà chúng ta không có ở trong phần lõi này. Đây thì đi kèm cái Python lõi này thì Python nó có một loạt các cái thư viện ở bên ngoài, nhưng mà nó cài đặt cùng với chương trình luôn. Đây thì chúng ta sẽ hôm nay giao cho học cái cách mà chúng ta sử dụng một vài cái thư viện nhé. Thì bài hôm nay là cái bài nói về cái mô hình cho cái thư viện của Python. Thì trong các thư viện của Python thì có nhiều thư viện rất là quan trọng mà chúng ta cần phải biết, nhất là đến sang năm mà học sang những cái phần khác ấy, từ phần thuật toán chẳng hạn, thì chúng ta phải cần những cái này. Tôi xin phép được nói luôn nhé, tức là đối với em khi chúng ta cài khi chúng ta cài cái Python vào trong trong máy tính ấy, thì nó khi ta chạy nó thì nó có một cái chúng tôi tạo gọi là cái Python lõi. Python lõi nó sẽ đưa nó Python lõi là tất cả những cái chức năng mà đưa vào ngay bộ nhớ của chương trình. Thì nó tổng hợp và Python lõi mà tất cả chúng ta nhìn thấy là cái cửa sổ, nó gọi là cái cửa sổ tương tác đúng không? Nó là Python Shell đấy, là cái cửa sổ mà nó chứa tất cả những cái hàm chúng ta đã biết từ hôm trước ấy, tất cả những cái hàm nằm trong cái có sẵn, nằm trong cái gọi là cái namespace, cái không gian name bin in namespace. Đấy, thì tất cả cái đó là cái phần mà nó nạp sẵn ở bộ nhớ, chúng ta chỉ việc dùng thôi. Nhưng mà ngoài ra thì không phải như vậy, ngoài ra thì có rất nhiều những cái hàm rất quan trọng đấy, thì nhưng mà bản thân để ra ngoài cái lõi thì chúng ta gọi cái này là các cái thư viện. Thì cái bản thân cái hay của Python là có rất nhiều thư viện. Thì thư viện nôm na đây là những cái hàm mà chúng ta có thể dùng được, mở rộng ra chúng ta có thể dùng được, thì có rất nhiều thư viện, rất rất là nhiều luôn nhé. Nhưng mà những thư viện này là thư viện mà chúng ta dùng được ngay, là thư viện mà đã được cài đặt, đã được khi chúng ta cài đặt Python thì nó có sẵn ở trong cái thư mục mà Python ấy. Để chúng ta để tôi bật cho chúng ta xem nhé. Chúng ta có thể mở cái thư mục mà cài Python ra, để tôi bật cho bạn xem cái thư mục chúng ta có cài Python nhé. Đây, chúng ta đây khi chúng ta vào cái tính năng này, nó sẽ mở chúng ta xem cái thư mục. Đây đây chính là cái thư mục mà nó cài cái Python, tôi đang cài cái Python 3.10 này đấy. Thì ở trong cái Python này nó có cái thư mục lib nhé, đây là không phải lib này mà là cái lib này này, đây này đấy. Thì đây đây là chứa tất cả các cái thư viện. Các bạn chú ý là Python là cái ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, cho tất cả các thư viện đều là các thư viện đều là những file mở hết, cái file đôi pi này. Đấy. Và nó nằm ở đây hết, và nó trong này nó chứa tất cả các cái thư viện mà Python nó có trong cái bản mà 3 chấm chúng ta đang cài đây là 3.10, thì nó có đây là tất cả các thư viện của bản 3.10 mà được copy khi chúng ta cài Python, thì nó copy vào trong bộ nhớ ở cho trong ở trong trong đĩa của chúng ta, nằm trong cái thư mục là Python chính, Python 3.10 đây đó. Thì cái đó nó là các cái thư viện, nó có rất nhiều luôn, rất nhiều thư viện.
Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một vài cái thư viện, một vài cái là quan trọng. Nó thêm một chút nữa nhé, là Python ấy thì nó là một cái mã nguồn mở, cho nên là không phải chỉ có Python, chỉ có cái nhóm tác giả Python là tạo ra các thư viện này. Ngoài ra thì các công ty thứ ba, các công ty bên ngoài tạo ra rất nhiều các cái thư viện khác nhé, các cái thư viện khác rất nhiều luôn. Hiện nay cái số các thư viện khác mà có ở trên mạng mà chúng ta có thể dùng được ấy là vô cùng nhiều. Tất cả các trường đại học, tất cả các công ty thứ ba, thậm chí các thư viện này có một số thư viện người ta bán thì người ta hoặc cho không người ta bán. Đấy, thì những thư viện mà nằm ngoài cái thư viện của Python ấy thì chúng ta có thể tải về, chúng ta có thể mua, chúng ta tải về. Khi chúng ta tải về thì nó sẽ đưa vào trong cái thư viện này và chúng ta sẽ dùng dùng bình thường. Lấy ví dụ như các thư viện, ví dụ như là P game chẳng hạn, đó là cái thư viện mà có cái hàm chúng ta tạo game cho Python nhiều lắm. Thì cái này để chúng ta có thể xem các tài liệu khác nhé. Những người mà làm sâu hơn về khoa học, làm sâu hơn về về tính toán, chúng ta có thể có những cái thư viện khác. Nhưng mà tất cả các thư viện này đều là thư viện là nằm ngoài cái Python, nằm ngoài cái chương trình Python chính. Đấy. Nhưng những cái hàm mà có trong thư viện này này là cái hàm mà được cài sẵn, chúng ta chỉ việc bật lên mà chúng ta dùng thôi. Đấy. Thì chúng ta chú ý nhé. Rồi, thế thì tôi sẽ mô tả một vài cái thư viện. Thì cái thư viện đầu tiên mà tôi mô tả là cái thư viện là cái thư viện Math nhé. Thư viện toán học, thư viện Math. Mỗi thư viện nó có một cái tên riêng. Thư viện Math thì cái thư viện này là thư viện nó chứa một số những cái hàm liên quan đến toán, liên quan đến toán học. Đấy. Cũng như, có khá nhiều nhưng mà phần này là phần phụ thôi. Mà tôi xin liệt kê nhé. Bây giờ giả sử có cái thư viện Math này, bây giờ chúng ta muốn dùng nó, chúng ta làm như nào? Đấy. Thì như sau nhé. Có nhiều cách. Cách thứ nhất là chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng lệnh là import import Math. Thì khi chúng ta tạo dùng lệnh này nhé, thì máy nó sẽ đưa vào trong cái bin namespace, cái từ khóa mask, những cái từ khóa mask mà anh hiểu à, như vậy là cái từ khóa mask. Và khi đó chúng ta muốn sử dụng những cái hàm ở trong thư viện mask thì chúng ta phải gọi là mask xong chấm xong hàm. Bây tôi có được bây dùng lệnh clear, tôi có thể xem như là trong thư viện mask nó có những hàm gì. Đây. Chúng ta dùng lệnh clear như bình thường nhé. À. Thì nó sẽ ra đây là chính những cái hàm chúng ta dùng được ở trong cái thư viện mask, như hàm hàm tính, hàm sin cốt này, hàm tan này, hàm mũ này, hay đến nó có cái hàm là hàm hàm pi này, ví dụ như hàm log này, logarit này, logarit 10 này, đấy, tôi lấy ví dụ thế nhé. Đấy. Ví dụ là hàm cái pi pi là một hàng số chúng ta có dùng được, thì chúng ta muốn dùng pi ra như sau, chúng ta viết là math chấm pi, thế nó là được chưa, đấy, nó là cái số pi đó. Bây giờ tôi cái hàm gcd này, đấy, cái hàm gcd là cái hàm mà tính ước chung nhất của hai số, chúng ta gõ từ là math, chúng ta gọi từ mask và chấm GCD của hai số, dụ là 14,18 chẳng hạn, thế ra là nó là 2. Mà chúng ta dùng cái lệnh là import mask. Đấy, thì chúng ta có thể dùng tất cả các hàm bằng cách là gõ chữ mask chấm chữ pi chấm chấm xong nó gõ cái tên hàm đó. Nhưng nếu mà cái thư viện này mà nó dài thì chúng ta làm này nó dài quá, nó bị gõ tên làm nó hàng dài quá, bị tôi ngắn lại làm như nào, tôi sẽ làm cái sau nó ngắn hơn này. Tôi dùng lệnh là import mask s m. Đấy, thì lệnh này là lệnh nó sẽ đưa vào trong cái bộ nhớ chúng ta cái thư viện mask, nhưng mà nó viết cắn gọn lại thành thành chữ m, nhưng không, chúng ta không cần thiết là dùng từ mát nữa mà dùng chữ m là được. Đây, chúng ta dùng lệnh dir m vẫn bình thường này, dir m vẫn bình thường. Đấy, và là m chấm pi chẳng hạn, bình thường, vậy là ngắn hơn nhé. Đấy. Còn nếu chúng ta muốn muốn bia đó là một cách mà chúng ta có thể không phải là import toàn bộ tất cả các hàm của mát, chúng ta chỉ cần dùng một vài hàm thôi thì được không? Được. Ví dụ chúng ta dùng cái hàm đây, ví dụ tôi dùng hàm sin và cốt thôi nhé. Đây là hàm cosin này, là hàm sin và cốt nhé.
hàm sin là hàm hàm sin đây. Ví dụ tôi chỉ muốn sử dụng hàm sin code thôi, không cần dùng tất cả các hàm khác, làm như sau. Tôi viết lại là import, không lại dùng lại là from, lại là from math import sin phải code. Thì với cái lệnh này thì máy nó sẽ chỉ đưa vào bộ nhớ cái hàm sin và code thôi, không đưa vào những hàm khác, vì nó đỡ tốt bộ nhớ hơn. Chứ dùng cái lệnh mà import mask này nó đưa vào tất cả các hàm. Đấy. Thì lần này chúng ta có thể dùng sin sin của 10, sin của 360 lấy ví dụ thế nhé. Đây là cái đầu vào của sin là tôi kiểm tra. Đầu vào của sin này là radian chứ không phải nhé. Đấy, xin này cốt này. Còn cách thứ ba nữa, cách thứ ba là chúng ta sẽ khỏi phải dùng cái lệnh này import mask s như này, chúng ta đưa tất cả các hàm này vào luôn và dùng trực tiếp luôn thì làm như sau. Chúng ta dùng cái lệnh là from mask import sao, đây lệnh là sẽ đưa tất cả các cái hàm của mask vào trong bộ nhớ và dùng trực tiếp luôn, không cần dùng chữ mask chấm nữa, dùng luôn. Đấy. Enter, chúng ta gọi là p là được luôn này, p này, này. Rồi là chúng ta gọi là tên code, code này, code của 10 được ngay. Đấy. Được chưa? Và khi chúng ta import toàn bộ rồi thì cho dùng lệnh clear, nó sẽ ra luôn tất cả các hàm và tất cả các hàm của, nó sẽ đưa tất cả các hàm của mask vào thành, đưa vào trong cái gọi là cái bin namespace, tức là cái không gian tên được bin có sẵn. Đấy. Được chưa? Nhưng mà đây là cái hàm mát, chúng ta có thể tìm hiểu những cái lệnh khác của hàm mát nhé. Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả sang một cái một cái thư vực mà một cái thư viện rất quan trọng. Mà thư viện chúng ta sẽ học ngay bây giờ. Đó là cái thư viện là Time. Thì cái thư viện Time này chúng ta lại không mà chúng ta sẽ không dùng nhiều, và tôi sẽ giới thiệu chúng ta chỉ học ít thôi. Cái thư viện rất quan trọng là cái thư viện hai, là thư viện liên quan đến thời gian. Thì trong thư viện hai nó có rất nhiều hàm, nó có rất nhiều hàm, nhưng mà tôi xin phép đi huy hiệu các bạn là hai hàm thôi, thứ nhất là một hàm thôi, là khi mà chúng ta cần làm một chương trình, chúng ta cần tính thời gian chạy của chương trình đó. Thế nên là chúng ta sẽ phải học rất kỹ cái đó nhé, cần tính thời gian chạy của một chương trình để kiểm tra xem là cái thời gian chạy của chương trình này là có thỏa mãn không, có nhanh hay không. Và chính cái phần này là phần mình các bạn học sinh mà thi sinh giỏi đấy, thì nó chính đo thời gian bằng chính cái hàm này. Thì trong thư viện Time sẵn của Python thì có hai hàm là quan trọng, hai hàm này là hoàn toàn tương đương nhau. Hàm thứ nhất là chính là hàm Time. Hàm thứ hai là hàm có tên là Performance Counter. Hàm thứ hai này hơi dài một chút nhưng mà nó rất quan trọng. Hai hàm này đều là cái hàm để tính thời gian, dùng để tính thời gian chạy của chương trình. Nhưng mà cái tính nó khác nhau. Cái hàm time mà là cái hàm một này là nó tính được cái thời gian, nó tính thời gian bằng giây, đo từ cái thời điểm gốc mà Python tính, thời điểm đầu tiên ấy, thời điểm đầu. Cái này nó tính thời điểm đầu thế kỷ, đầu thế kỷ 20. Nó tính cho thời điểm hiện tại mà chúng ta đang vừa tính cái hàm đó, tính bằng cái thời gian t, nó tính bằng bằng giây. Đấy. Thì đó là cái hàm time này. Hàm thứ hai là performance counter. Hàm này là khác, hàm này nó tính cái độ xung nhịp của CPU, nhưng mà nó tính không phải là tính từ thời gian của đầu thế kỷ, đây là đầu thế kỷ 20 nhé. Đầu thế kỷ 20. Rất là lớn. Còn cái hàm performance counter này nó tính thời gian dùng để nhịp, mà nó tính xung đồng hồ, nhưng mà tính từ thời gian mà chúng ta bắt đầu chạy Python, từ cái thời điểm chúng ta chạy Python, hay là thời điểm chúng ta chạy chương trình. Đấy, chạy Python. Chứ khoảng cách này rất là ngắn. Thời điểm hiện tại này là t này bằng performance counter. Performance hơi dài một tí thôi nhưng mà lại ngắn gọn hơn. Đấy, thì thực tế là cái hàm này dù hàm nào cũng được dùng để tính thời gian, nhưng mà cảm ơn
tôi xem các cái tài liệu nước ngoài họ, họ bảo là khuyên nên dùng cái hàm này thì có vẻ chính xác hơn đấy, thì nên tôi hay bản thân tôi vẫn hay dùng cái hàm này. Thật ra hàm time cũng được. Rồi thì mình chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé, là chúng ta làm như nào. Bây giờ tôi chạy chương trình luôn, chúng ta sẽ đo thử làm thế nào mà chúng ta đo được thời gian chạy của một cái chương trình, thì cách đo là như thế nào. Đây bị tôi nói cái về vật lý thuyết là đo như nào nhé. Khi chúng ta chạy một chương trình, cũng thuật toán sẽ chạy chương trình nhé. Đây, một cái thuật toán nào đó, một cái thuật toán hay nó ra một cái chương trình thuật toán nhé, rồi là cái chương trình thì như sau này. Khi chạy chương trình nhé, chúng ta phải có cái dữ liệu đầu vào, ví dụ như là A1, A2, AN. Đầu ra của chúng ta ví dụ như là I1, I2, IM, ví dụ như vậy. Đó. Thì mỗi một dữ liệu đầu vào đưa vào chương trình, và chương trình đây, chương trình chạy nhé, chạy xong đưa ra nhé. Thì với mỗi một đầu vào A1, A2, AN là một dữ liệu cụ thể, chúng ta đưa vào chương trình, đưa vào và chạy, và chạy. Khi xong rồi đưa ra I1, I2, IN. Thì cái thời gian mà chạy chương trình là thời gian nào? Là thời gian tính từ thời điểm này khi bắt đầu đưa cái dữ liệu đầu vào vào và chạy tới xong rồi, tính xong rồi trước khi đưa ra. Thì đây chính là cái thời gian chạy. Đây là thời gian chạy. Đang chú ý nhé, thời gian chạy. Chứ không phải là thời gian mà bắt đầu từ vị trí này, là vị trí mà chúng ta tạo ra cái F2N, và không phải kết thúc tại vị trí này. In ra rồi cũng không phải nhé. Mà khi mà tạo ra cái F2AN này thì vẫn chưa tính thời gian. Khi bắt đầu vào đây thì mới tính thời gian ở đây nhé. Đây tôi gọi thời đây thì gọi là T1, thời điểm mà bắt đầu đưa cái bộ A1, A2, A3AN vào chương trình thì tính gọi T1. Khi mà chạy xong chương trình trước khi đưa ra A1, A2N, chúng ta tính trong đây là T2, thời điểm T2. Thì khi đó cái thời gian chạy của chương trình được định nghĩa như sau. Cái thời gian chạy sẽ bằng là T2 trừ T1. Đó, chúng ta chú ý. Đó là công 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 cách tính nhé. Chúng ta rất chú ý chỗ này, nhiều người không biết là nhầm lẫn. Cứ nghĩ rằng là tính cả cái thời gian là chúng ta tạo ra AN và tính cả thời gian chúng ta in ra màn hình cái dòng chữ cái kết quả ra, không phải. Nó chỉ tính khi mà bắt đầu chạy cái hàm đó, cái chương trình đó. Chúng mình chỉ T1 này. Chúng ta tạo A12AN rồi bắt đầu đưa vào hàm chạy thì bắt đầu tính. Khi mà tính xong cái hàm đó trước khi in ra màn hình thì chúng ta đã tính thành T2 rồi. Và cái hiệu T2 từ trừ T1 chính là cái thời gian chạy. Thì tôi làm thử một bài nhé. Chúng ta thấy mọi đơn giản thôi. Một cái bài chúng ta làm tính thời gian chạy đơn giản nhé. Tính thời gian chạy chương trình. Đây. Bây giờ tôi làm cái chương trình với sắp xếp một dãy số thôi, đúng không? Tôi dùng cái hàm sắp xếp, tôi làm người bây giờ sắp xếp nhé. Một dãy A thì tôi làm chương trình này như sau. Tôi chạy trên tất cả các bộ EG, các bộ chỉ số EG, sao cho y nhỏ hơn g. Thì nếu mà a y mà lớn a g thì chúng ta đổi đổi chỗ, như vậy là xong. Giờ là như sau nhé. Tôi làm như sau này. Tôi gọi n bằng len của a, len của a. Sau đó tôi làm như sau: for y in range n chỉ một n nhé. Y cần chạy đến đến phân tử gần cuối cùng của a thôi. Sau đó tôi vào lọc thứ hai là for g in range bắt đầu từ y cộng 1 cho đến n. Đấy. Nhưng mà là g chạy luôn, bảo đảm rằng là gì, là g y nhỏ hơn g. Đấy. Và tôi kiểm tra if a y nhỏ hơn a g thì tôi đổi chỗ hai phần tử,
lệnh từ chỗ thì biết rồi, là lệnh hoán vị hai là chỗ trong trong ở trong Python nó rất là nhanh là như thế này. Dùng cái lệnh này arg bằng arg phẩy ai. Đây là cái lệnh mà khi chúng ta làm xong xong lệnh này thì bản thân A cũng thay đổi. Chỉ cần chú ý nhất tất cả các lệnh đây chúng ta đây là khi A đưa vào nó là một cái khi chúng ta đưa cái biến A vào bên trong cái hàm thì nó là một đưa vào một cái là cái đối tượng dữ liệu là cái dãy là cái mảng A. Ở trong này cái lệnh này là lệnh nó sẽ nó không làm thay đổi cái mảng A, cái đối tượng A nó không thay đổi nhưng mà sân A thay đổi dữ liệu. Nhưng mà cái lệnh này khi thoát ra thì A nó sẽ lại theo tự tăng dần. Nhưng mà được chưa? Rồi bây giờ ta thử nhá, đọc chuyện chương trình này. Đây, ở trên đầu này tôi viết cái lệnh là gì, là from time là cái thư viện time nhá, là cái thư viện time import cái hàm, chúng ta tự dựng một hàm thôi, import cái hàm ví dụ là performance cao sẽ hiện ra lên này, hoặc chúng ta có thể dùng mà hiện ra cái hàm là hàm thai cũng được, hàm thai hai hàm nhé, một trong hai hàm tôi đưa vào cả hai nhé. Rồi chúng ta sẽ làm cả hai thế nào nhé. Thật ra cái này là giống hệt nhau mà tôi thử tính xem, lát tôi tính thử xem là cái đồng hồ nào chạy chính xác hơn nhé trong hai đồng hồ này. Nhưng lại cái đồng hồ time mà này là cái bản thân cái hàm time này là cái hàm là tính từ thời điểm bắt đầu của thế kỷ 20 đến hiện điểm hiện tại, tính bằng giây. Còn cái thời điểm này là tính từ bắt đầu thời điểm chúng ta khởi động Python cho tới phút hiện thời đó. Không phải, không phải bắt đầu thời điểm chúng ta khởi động cái máy tính chứ, nên nó chạy theo CPU mà. Rồi bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bây giờ với cái bộ dữ liệu bắt đầu bất kỳ nhé. Bây giờ tôi lấy A này bằng này, tôi cho dữ liệu bắt đầu bất kỳ này. Đây cũng cụ thể rồi nhé. Ví dụ như đây là 2 10 1 0 9 7 3 15 trừ 3. Thế như vậy, một cái đây là một cái bộ dữ liệu đầu vào cụ thể nhé. A nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phân tử. Được rồi, thì bây giờ tôi bắt đầu sắp xếp này nhé. Thì làm như sau, tôi đầu tiên tôi phải trước khi mà trước khi chạy hàm tôi phải biết là dùng lệnh là dùng T1 và tôi tính thử cái hàm đó. Đây là performance counter đây, tính đây là cái thời điểm chúng ta chuẩn bị chạy nhé. Chúng ta cái T1 phải để đây chứ không không để ở trên này nhé. T1 không để ở trước cái thời điểm mà chúng ta tạo ra A, phải sau khi tạo A rồi thì chúng ta mới tạo ra T1. Sau lệnh T sau khi chúng ta là tính T1 rồi chúng ta hiện cái hàm sắp xếp này, sắp xếp A. Như vậy là cái hàm là cái đây chính là cái chương trình chính đây, sắp xếp được chưa? Thì toàn bộ chương trình chính này sẽ nằm trong cái khoảng thời gian chúng ta đang đếm nhé. Sau khi chạy xong rồi chúng ta dùng tính đúng thời điểm chúng ta đấy. Thấy không nào? Đấy. Như vậy các bạn thấy không, ở đây nhá. Ở đây là gì? Ở đây là cái loại này, cái T1 là cái thời gian là chúng ta bắt đầu chạy chương trình. Đây, ta nhìn lại những hình nhé. T1 là cái thời gian chúng ta tạo xong cái bộ dữ liệu rồi, chúng ta chuẩn bị đưa vào thì chúng ta gọi là cái tính T1 là thời điểm mà bắt đầu đưa cái này vào trong chương trình chạy. Khi chạy xong rồi thì tính điểm T2 trước khi in ra cái này. Đây như chúng ta đây chúng ta quay lại cái lệnh này. Đây. T2 đây, chúng ta chưa in ra cái đâu, bây giờ chúng ta start print, chúng ta mới print cái mà print A ra ngoài. Thì nhắc lại là cái T2 này này là chạy là được 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 đưa vào trên được đưa vào trong quá trình chạy trước cái lệnh print A. Nếu chúng ta để lệnh T2 đằng sau lệnh print A này là sai. Như vậy chúng ta tính thừa tính thêm cho chương trình thì nó không, chương trình chỉ tính đúng cái hàm này thôi nhé, nó sẽ đây bạn chú ý nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ print thử cái thời gian là T2 trừ T1 xem là bao nhiêu thời gian. Đây chính là thời gian chạy của chương trình đây, thời gian này càng nhỏ thì càng tốt, mà thời gian này thì tính bằng gì, tính bằng giây, tính bằng giây nhé. Rồi bây giờ tôi ghi lại cái bài này, tôi chạy thử xem. Đây đây này, chúng ta là cái B11 đúng không? Đây, bài thứ hai là tính thời gian sắp xếp nhé, sắp xếp đó. Bây giờ tôi chạy thử nhé.
Chứ nó in ra không. Đấy. Nó in ra là gì? Nó in ra là 15. Đây là cái không đúng nhỉ? À nhầm, tôi nhầm tí nhá. Chỗ này phải lớn hơn, chứ đây là biết thế này là thầy là sẽ theo thứ giờ giảm dần. Tôi muốn tăng dần tôi để như này. Vì nhầm. Đấy. Để lại này. Đúng rồi đấy. Và đây tôi là 2.5 nhân với 10 mũ trừ 5, nó là một số rất là nhỏ đấy. Nha. 10 mũ trừ 5. Cho nên bây giờ tôi sẽ để tôi có thể viết lại được chính xác hơn, tôi viết như này. Tôi sẽ viết là cái hàm như này cho nó học tiện. Tôi viết cái hàm này là hàm round. Hàm round là hàm lấy tính nha. Tính lấy 10 số chữ số sau dấu phẩy chẳng hạn. Đó. Thì nó sẽ chính xác hơn. Đấy, đi thử nhá. Chạy lại này. Ủa, nó vẫn nhỏ nhỏ lắm. Bây giờ tôi phải tăng lên như thế này. Thật cái số này nó quá nhỏ. Bây giờ tôi tăng lên là 100. Vẫn thế, nó vẫn về, nó chạy nhanh quá mà chúng ta không kịp nhìn thấy cái gì cả. Thế được, tôi dạy sau nhé. Round của T1, T2 chữ T1, 100 chữ số sau dấu phẩy vẫn không được. Để nó lên nó bị ấy quá. Sao nhỉ? Nhưng mà đây là một số nó khá nhỏ đúng không? Bây giờ tôi viết lại thành một cái hàm khác vậy, tôi viết thành cái này nhé. Cái này chỉ làm tròn thôi chứ mà nó không không in ra, biệt tôi muốn in ra theo đúng số 7 tôi làm như này. Để tôi làm như này nhé. Tôi dùng cái hàm này. Cái này các bạn chịu không đợi tí nhé. Đấy. Mình chấm 10D hay chấm D, tôi kiểm tra thử nhé. Ở chỗ này tôi thiếu cái dấu này. Đấy. Để thử xem in ra công nhân cái này này. Lỗi 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 lỗi. 10D. Chấm 10D. No code. F. Nhầm nhầm. Lâu không động vào quên. Đấy. Nó sẽ ra là gì? À, đúng rồi, đây là đấy. Nó sẽ ra là 0.0004 giây nhé. Một số rất là nhỏ. Được chưa? Bây giờ tôi làm thử bài này, nhưng mà tôi sửa lại một chút này. Bây giờ tôi muốn tính cả hai phương án để làm như nào. Tức bài này tôi một một đằng là tôi muốn tính bằng cái hàm perform counter, một đằng tính bằng cái hàm bằng hàm time, mà thử xem được không nhé. Thì là như sau này. Bây giờ tôi phải tạo như sau, tôi phải tạo ra hai cái dãy cho nó b này, b tôi bằng là a chấm a, tôi copy a như vậy nhé, và c cũng bằng a copy như vậy, tôi tạo ra hai cái bảng Tôi sao, mới tính là người vô mới tính. tôi tạo ra hai cái bảng sao nhé. Rồi thì ở đây tôi đây là đầu tiên tôi làm với b trước nhá, hai bảng sao giống hệt nhau, giống hệt là a nhau giống hệt là a, là b nhé. Và ở chỗ này tôi dùng cái hàm cơ phần cao thôi thì nó ra cái này, và nó ra là cái này. Bây giờ tôi copy xuống dưới, tôi sẽ copy xuống dưới, tôi đổi lại là cái hàm time. Để tôi copy cái này nhé, copy xuống dưới, chạy ở dưới. Ở dưới này tôi dùng cái hàm time mà không phải dùng cái phần cao thôi. Hai cái này là tương đương nhau mà, nhưng mà tôi cho các bạn xem là cái tính nó khác nhau như thế nào. Bên này tôi dùng cái mảng C, ở đây là time mà
Đó, nhưng mà cái phương án 2 là dùng cái hàm C. Hàm C nhé. Cũng tính như này. Như nhau hết nhé. Như nhau hết. Nhưng mà là cái phần trên này, cái cách thứ nhất này là chúng ta tính theo cái hàm của phân phần cao thôi. Cái tính thứ hai chúng ta dùng dùng hàm thay. Thực tế các bạn dùng hàm nào cũng được nhé, không quan trọng. Để tôi thử, tôi chưa thử bao giờ. Tôi bây giờ thử xem như nào nhé. Để ta chạy thử này. Đấy. Ok, cái hàm hai này nó còn còn không hiện ra cái gì luôn này. Đấy. Nhỏ quá mà. Bây giờ tăng cái này lên, tăng cái này lên 20 cho nó có 30. Cái hàm thai cũng cũng dùng cũng tùy từng bài thôi mà. Chạy thử nhé. Ô, cái hàm thứ hai thì bị lỗi cái gì nhỉ? Sao nó không ra là không hết, hơi vô lý nhỉ? Thế cái hàm một này là hợp lý hơn đấy. Chúng ta dùng hàm nào cũng được nhé, nhưng mà cũng rồi xong nó ra cái này là không hết, cũng phải vì sao. Đúng là nó phải ra hiện ra chỉ nhận loại nhỏ thế. Để lại đây là 100 nhé, xem nó có ra có số đoạn lớn không, không nó không hết hoàn toàn đúng không. Cái hàm thai mà là hàm thôi được, bây giờ thực tế thì các bạn kia bạn kia các bạn về nhà dùng, các bạn nên dùng cái hàm performance cao thời này là hợp lý hơn đấy nhé. Hàm thai chúng ta tạm thời chúng ta để lại đấy. Nhưng mà đây tôi muốn nói là cách chúng ta tính cái thời gian chạy của một chương trình thôi. Chúng ta có thể dùng hàm thai hoặc hàm performance cao thôi. Cách tính chúng ta là theo cái mô hình này, là chúng ta đưa vào cái bộ dữ liệu tính, tạo ra bộ dữ liệu đầu vào test của chương trình. Xong đó trước khi chúng ta chạy chương trình đưa vào chúng ta tính theo T1, làm xong trước khi đưa ra kết quả chúng ta tính theo T2 và chúng ta lấy cái thời gian chạy chỉ bằng T2 trên T1, được chưa? Thì đó là cái hàm trong cái viện thời gian liên quan đến thời gian chạy của chương trình. Bây giờ sang cái thư viện thứ ba rất là quan trọng. Cái thư viện thứ ba là cái thư viện là cái thư viện này theo tôi là quan trọng, rất là quan trọng luôn. Random. Đây là thư viện, nó có gồm có những cái hàm ngẫu nhiên. Những cái hàm này là dùng rất là nhiều khi chúng ta dùng 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 để sinh ngẫu nhiên các cái bộ dữ liệu đầu vào test. Thì khi chúng ta làm đề thi chẳng hạn, trong sinh giỏi chúng ta cũng phải thử, chúng ta phải test nhé. Thì vấn đề chúng ta phải tạo ra cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên thì cũng như chúng ta hiểu là như này. Khi mà ở trong thuật toán bất kỳ nhé, tôi mô tả trước một thuật toán một chương trình bất kỳ nhé, thì cái dữ liệu đầu vào của nó đấy làm cái miền x1 x2 x1 x2 và xn này, là một cái miền rất nhiều cái bộ dữ liệu này, và mỗi bộ dữ liệu đầu vào là chúng ta có cái đầu ra của nó. Cụ thể đây là a1 a2 an, đầu ra này là b1 b2 bm. Như vậy là vì cái đầu vào nó có rất nhiều cái bộ dữ liệu khác nhau, cho nên là mỗi cái bộ dữ liệu này nó sinh ra một cái hàm, nó khi mỗi bộ dữ liệu chúng ta kiểm tra nó sẽ có một thời gian riêng phụ thuộc vào cái bộ này. Thì tôi ghi hiệu đó là tn. Đấy, thì cái tn này là cái thời gian chạy của chương trình, nó phụ thuộc vào cái bộ dữ liệu đầu vào này nhé. Đấy. Mà có rất nhiều bộ dữ liệu này đầu vào này, vì cái miền giá trị của cái hàm là rất lớn, của bài toán là rất lớn, cho nên nó tạo ra rất nhiều những cái hàm t này. Đấy, rất nhiều những cái giá trị t này chứ không phải là không. Đấy. Thì khi nó rất nhiều giá trị của cái hàm t này nhé, đó thì như sau này, thì người ta quy định như sau này: cái giá trị t mà cái giá trị đầu vào ấy, đầu vào mà ứng cái t tn mà là nhỏ nhất ấy, thì người ta gọi cái này là thời gian tốt nhất. Người ta gọi cái này là thời gian tốt nhất của thuật toán, thời gian tốt nhất nhé, hay là thời gian của cái trường hợp tốt nhất. Còn cái thời gian chạy mà với thời gian mà với tn mà là lớn nhất ấy, thì người ta gọi đây là thời gian xấu nhất.
Đây gọi là trường hợp xấu nhất, đây là cái thời gian xấu nhất, thời gian xấu nhất. Đấy. Còn tất cả khoảng giữa, tất cả phần giữa này có thể ở giữa, khoảng giữa này, ở giữa này người ta gọi đây là cái thời gian trung bình, là cái thời gian, là cái thời gian trung bình. Trung bình định theo nghĩa là nó chỉ là cái, không phải nghĩa thật tuyệt đối đâu, không phải là trung bình của cái mắc cộng min chia đôi đâu, nó là tất cả khoảng giữa. Thì muốn sinh ra cái dữ liệu khoảng giữa này thì chúng ta sẽ phải, về mặt lý thuyết chúng ta sẽ phải sinh ngẫu nhiên, sinh sinh ngẫu nhiên cái bộ dữ liệu, test đấy, A1, A2, AN. Thì cái bộ dữ liệu test nếu mà chúng ta sinh ngẫu nhiên ấy thì thời gian chạy của nó chính thời gian chạy trung bình. Đấy. Thì thông thường ấy, khi mà trong tất cả các đề thi học sinh giỏi từ xưa nay bao giờ người ta cũng lấy cái bộ dữ liệu là trung bình. Ít khi mà chúng ta ít, cũng có rất là ít khi có, nhưng mà rất rất ít hãn hữu mà cái người ra đề lại lấy thời gian chạy là mắc, là xấu nhất hoặc là tốt nhất. Đa số tất cả các trường hợp đều lấy cái bộ dữ liệu là trung bình. Mà muốn có thời gian dữ liệu trung bình ý, thì chúng ta phải có cái công cụ để sinh ngẫu nhiên, để sinh ngẫu nhiên là cái sinh ngẫu nhiên là cái bộ dữ liệu đó. Thì đó chính là cái hàm random, cái thư vụ, cái thư mục mà cái thư thư viện random. Như vậy là cái thư viện random là thư viện nó có những cái hàm rất quan trọng. Thư viện random nó có các cái hàm rất quan trọng thì chúng ta sinh ra các cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên nhé. Thì có rất nhiều, nhưng mà tôi xin phép được trình bày gọi có hai hàm mà chúng ta chú ý. Trong cái random nó có hai cái hàm rất quan trọng, thế tôi là hai hàm chính, còn tất cả những hàm khác đều suy từ cái hàm này hết nhé. Cái hàm là thứ nhất là chúng ta, cái hàm có tên chính là hàm random, chính là thủ tên cái tên tên của tên của cái thư viện đó. Thì cái hàm random này là gì? Nó sẽ sinh ngẫu nhiên, nó sẽ sinh một cái, nó sẽ sinh ngẫu nhiên một cái số thực, một cái số thực nằm trong khoảng là không, có thể bằng không và maximum là nhỏ hơn một. Tức là nó tạo ra cái số x gì, vì chúng ta gọi x gì bằng random như thế này nhé. Thì nó x gì nó làm cái hàm, một cái số ngẫu nhiên mà không nhỏ hơn, bằng x gì nhỏ hơn một. Những cái hàm random là cái hàm rất quan trọng. Hàm random là dùng để, thông thường dùng chúng ta sinh ra những cái số là cái số thực. Còn cái hàm thứ hai là cái hàm liên quan đến đến sinh liên quan đến số nguyên. Thì cái hàm mà hay dùng nhất, mà hay dùng nhất trong thực tế những cái bài toán, hầu hết những cái bài toán thì thực tế hầu hết những cái bài toán tổ hợp và cái dữ liệu của nó đầu vào là thuộc về số nguyên, số tự nhiên. Thì cái hàm sau đây là hàm dùng này. Cái hàm thứ hai hay dùng là cái hàm rand in. Đấy, hàm rand in nhé. Hàm này nó có hai cái giá trị là a và b, trong đó a b là các số nguyên có thể âm hoặc dương. Thì cái hàm này là hàm này nó sinh một cái số, nó sinh một số nguyên, sinh một số nguyên ngẫu nhiên, trong cái khoảng là a b, tính cả hai đầu. Chúng ta chú ý có hai hàm random và rand in, đây là hai cái hàm rất quan trọng. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cách chúng ta, bây giờ tôi chọn cho các bạn xem qua cái thư viện đó nhé. Chúng ta dùng cái lệnh là import random, chúng ta quan sát một chút nhé. Random đấy, chúng ta đi đi cái hàm random ra, đi cái thiếu mục thư viện random ra, chúng ta kiểm tra xem nó có những cái hàm gì. Nó có khá nhiều hàm luôn nhé. Nhưng mà trong này thì cái là theo tôi vừa nói là thứ nhất là cái hàm mà hàm mà rồi cái hàm random đâu rồi, đây đây cái hàm random đây này, lắp ở đây này, đây là hàm rand in nhé, hàm rand in này, đây là hàm random, là hàm này đấy, hai cái hàm này này là rất quan trọng. Thật ra còn có một cái hàm nữa rất quan trọng là cái hàm choice. Hàm choice này cũng quan trọng, hàm choice là hàm lấy ngẫu nhiên một cái số của một cái dãy cho trước, trong trước cái mảng A cho trước. Thì cái hàm choice A là cái hàm mà được thực hàm quan trọng. Hàm choice là cái hàm lấy ra phần thưởng ngẫu nhiên của một cái list, của một cái dãy số. Chúng ta biết thêm cái hàm thứ ba nữa nhé. Hàm thứ ba là hàm choice.
choices. Hàm này có cái đầu vào là một cái list a, một cái dãy a. Hàm này sẽ lấy ngẫu nhiên một cái phần tử, một cái giá trị của dãy a. A là một dãy bất kỳ, số bất kỳ. Thì cái hàm choice này cũng là cái hàm cũng là quan trọng, nhưng mà cái hàm rand in này là dùng nhiều hơn, vì thực tế là hầu hết tất cả cái bài mà chúng ta hay dùng là dùng hàm rand in nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi quay lại cái hàm lúc nãy nhé. Bây giờ bài tập chúng ta quay đề, bây giờ chúng ta sẽ không bây giờ chúng ta vì bài này chúng ta rất là khó tính, bởi vì là chúng ta dùng cái mẫu này nó quá bé này. Đấy, thế bây giờ tôi sẽ phải xin được cái mẫu là lớn hơn xem như thế nào nhé. Thì tôi làm thử này. Đây, bây giờ tôi sẽ làm thêm ở đây một cái lệnh thứ hai là from random import. Tôi import cái hàm là rand in nhé, rand in hàm này này, để sinh ra số ngẫu nhiên, số nguyên ngẫu nhiên đó, cần dùng hàm đấy là đủ nhé. Rồi, thì bây giờ như sau này, bây giờ như sau nhé, bây giờ tôi làm như thế này, bây giờ tôi sẽ phải đây tôi làm ngay trên này thôi. Để mà sinh ngẫu nhiên, tôi sẽ phải tạo một thư mục, tạo một cái hàm, hàm này dùng để hàm dùng để sinh cái dãy ngẫu nhiên, sinh, tôi viết cái hàm là sinh dãy nhé, sinh dãy, đầu vào là n. Thì cái hàm này, mục đích của cái hàm này là gì? Là sinh ra một cái dãy gồm n số nguyên ngẫu nhiên, được chưa? Số nguyên bất kỳ. Thì tôi sẽ sinh ra một sự nguyên ngẫu nhiên, tôi lấy bất kỳ từ khoảng từ 1 đến n thôi, là ngẫu nhiên. Như vậy thì bảo đảm rằng là nó sẽ cái bộ dữ liệu nó ngẫu nhiên, thì cái dữ liệu đầu vào nó cũng là ngẫu nhiên, thì cái thời gian chúng ta tính được nó cũng là ngẫu nhiên, là trường hợp trung bình. Bởi đầu vào là cái tính xem trường hợp trung bình, thì cái lệnh sắp xếp này sẽ chiếm hết bao thời gian của cái hàm, của cái dãy A nhé. Tôi làm như sau này, tôi sinh ra n số thôi. Tôi viết là a, đầu tiên tạo a bằng cái dãy là dãy rỗng này, sau đó là tôi from à tôi for i in in range n, để lập n lần, và tôi làm lệnh là append vào a cái hàm là range in là từ 0 đến n. Được chưa? Thì như vậy là đây này, đầu tiên cho a bằng rỗng này, và tôi lập n lần, và mỗi lần như vậy tôi bổ sung vào a một cái số nguyên ngẫu nhiên không lấy n, thì sẽ ra cái a nó là ngẫu nhiên gì nữa. Và đây tôi trả về a, tôi return a. Thì như vậy sẽ là a đây là cái dãy, cái hàm này sẽ trả lại cái dãy a là cái là một cái dãy ngẫu nhiên. Được chưa? Bây giờ quay lại đây này. Bây giờ đây nhé, bây giờ đây tôi không gọi cái hàm này nữa này, tôi làm như sau này. Đây, tôi làm như sau, tôi viết là n. Đầu tiên tôi tạo ra, bây giờ tôi tạo n bằng 1.000 nhé. Xong tôi viết là a bằng, tạo ra cái hàm là hàm sinh dãy. Đây, sinh dãy. N. Được chưa? Đấy. Cái này tôi bỏ đi nhé, cái này tôi xóa đi, được cái này xóa đi. Đó, tôi để đây, tôi để đây, tôi để. Thế như này nhé, tôi ẩn đi. Như vậy là gì? N là 1.000, mà là 1.000, và tôi sinh dãy A. Tôi biết cái hàm sinh dãy của chúng ta là cái hàm ngẫu nhiên. Sinh ra cái dãy A chúng ta là một dãy ngẫu nhiên gồm n 1.000 phần tử, mà tôi sắp xếp. Thế nhé, để đây. Đây tôi không cần là in đi nữa này. In ra nó dài quá, tôi bỏ in lại đúng hoàn toàn, bỏ không còn là in đây nhé. Đây, và tôi kiểm tra xem là cái hai cái hàm tính như thế nào. Đấy. Rồi cho ta tính thử nhé, chỉ cả hai trường hợp nhé, dùng lệnh là perform on counter và lệnh time nhé. Đấy, chúng ta chạy thử xem nó hết bao nhiêu thời gian. Đây, được rồi đấy nhé. Như vậy cái lần sau này là ra rồi đấy nhé. Như vậy là 01448, đây là 0146, hơi cũng giống nhau cả, đâu không có gì là sai. Vậy tôi để đây là 30 thôi, cho nó nhỏ lại, không cần thiết phải lớn quá như vậy. 30 chỉ là nhỏ hơn được. Như vậy là trường hợp này, nếu mà anh em mà 1.000 thì cả hai cái test này, cả cái chạy cái hai là như nhau, cả hai test đều khoảng là 10,15 giây. Bây giờ tôi thử cho n tăng lên là 10.000 xem như thế nào nhé. Để gọi chạy thử 10.000,
Thì lâu chưa? Lâu hơn rồi đấy. 10.000 là lâu nhé. Sau này bao nhiêu nè? Chúng ta ngồi đây chúng ta đợi đi. Đã, cái đồng cái thằng đầu là 14 giây đấy nhé. Như vậy là chỉ cần tăng lên từ 1.000 đến 10.000 là thời gian nó khác hẳn hết rồi đấy. Nhưng mà cái bài này mà các cái test này mà yêu cầu đầu bài là cái lần sau cái phần cái cách tính thứ hai này với được 1.000, thậm chí cái dùng cái hàm thai nó còn lớn hơn, nó là 468, thằng kia là 648 14, cái thằng kia là cái thằng performance cao thừa là 643. Nhưng người ta bảo là thứ hai nó càng nhiều thì cái hàm đầu tiên nó càng chính xác. Mà các bạn thấy không, như vậy là với n bằng 10.000 thì cái test này nếu mà chúng ta hạn chế thời gian làm 1 giây thì cái test này là hỏng, là như vậy cái hàm này không áp dụng, không không không, không hợp lý. Như vậy là nếu thông thường ta dùng một người ta tính cái thời gian chạy cho là 1, 2 giây, 3 giây thôi, thì như vậy với cái hàm này, với cái hàm sắp xếp này là thời gian nó không không bảo đảm. Bạn thấy bạn nó thấy khó hơn không nhé? Đó, như vậy các bạn thấy là cái cách mà chúng ta dùng cái được chưa, dùng cái cách mà khi ngẫu nhiên một cái dãy như thế nào, rồi cách chúng ta tính toán cái thời gian mà như thế nào. Giờ bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 2. Bây giờ tôi sẽ vẫn là bài sắp xếp. Tôi cho so sánh cái cách cách này này với cách 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 thứ hai là chúng ta dùng thử ngay cái hàm có sẵn của Python, và chúng ta so sánh hai cái đó với nhau lại như nào nhé. Bây giờ tôi new một cái mới này, new một cái mới nhé. Bài này chúng ta làm là so sánh hai chương trình sắp xếp nhé, để xem là cách nào là tốt hơn như thế nào nhé. Thì cách một chúng ta dùng dùng lại cái hàm này, chúng ta sẽ copy ra. Đây là cách một nhé, ta dùng lại cái hàm này. Đấy. Còn cách hai nữa là chúng ta dùng ngay cái hàm của tôi sẽ dùng cái hàm đây, dùng cái hàm như này nhé. Tôi def viết ngắn hết này đấy nhé, cho nhanh a này. Đấy. Cách hai như sau, chúng ta dùng một lệnh thôi là dùng a sort cái hàm này, đúng một lệnh như này thôi. Đấy. Đó là cách hai nhé. Cách hai chúng ta dùng cái hàm sort có sẵn của cái dãy, của cái list. Lệnh này lệnh cũng thay đổi giá trị của a, thay đổi giá trị của cái đối tượng a, không làm thay đổi đối tượng, cho nên khi thoát ra là a cũng thay đổi, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta làm tính thử nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải copy lại cái này, phần này chúng ta cũng copy lại, chúng ta copy lại hai cái này, copy lại cả cái sinh dãy nữa cho nó nhé. Ở trên này chúng ta để ở đây, chúng ta không cần hàm thai. Thế nhớ lại rồi, khi mà n lớn ấy, thì cái hàm thai không tốt bằng cái hàm performance cao, chúng ta dùng cái này thôi. Được rồi, thì bây giờ chúng ta làm nhá. Đây, bây giờ chúng ta làm cho các bạn cùng làm xem nào. Bây giờ tôi cho n bằng bằng 1.000 này, n bằng 1.000 nhé. Tính thử nào, n bằng 1.000. Bây giờ tôi làm như sau nhé, tôi viết a bằng sinh dãy. Đây, a là cái dãy số sinh ngẫu nhiên. Và tôi làm ở trên này. Là cái hàm sinh dãy là hàm đứng có bia đây này, thấy chưa? Rồi thì tôi sẽ làm theo hai trường hợp. Một là sắp xếp theo cách của chúng ta ở đây. Hàm cách thứ hai là cách sắp xếp theo cái hàm thứ hai này nhé. Tôi làm hai lần. Tôi phải tính qua cái hàm b này, tôi lại tạo ra hai cái bảng sao. A chấm copy và c bằng A chấm copy đến một đồng, chúng ta là vậy B C là hai cái dãy giống hệt nhau, giống hệt như A nhé. Rồi tôi làm này, cách thứ nhất là dùng T1, tôi tính là performance cao thừa, dùng performance cao thừa, được chưa? Sau đó tính dùng cái hàm sắp xếp với B nhé. Sắp xếp xong tôi tính T2 performance cao thừa. Đấy. Sau đó tôi mới in ra, tôi print ra kết quả, tôi viết đây là cách một nhé, cách một cho nó T2 chữ T1, tức là T2 không cần thiết,
Rất là dây rồi, không cần thiết phải dùng cái hàm kim nữa, là cũng ăn như bình thường nhé. Rồi bây giờ tôi copy cái này sang làm cho cái hàm thứ hai, cho cái tính thứ hai nhé. Đây copy xuống đây thì cái này thứ hai là không phải là sắp xếp cái này, mà là sắp xếp x thôi, đúng không? X gì nhé, đây là c đấy, và cách này là cách hai. Cách hai đấy, bây giờ kiểm tra xem là với hai cái em này, hàm sắp xếp, một là hàm xếp theo cách của chúng ta làm đây, và hai là cái hàm lấy sẵn của Python có sẵn ở trong các cái phương thức có sẵn của list nhé. Kiểm tra xem là cái cách nào nhanh hơn. Chúng ta tính thử cho n bằng 1.000, đây chúng ta làm thử nhé. Đây chạy thử này. À, bài tôi chưa ghi lại, tôi ghi lại là so sánh hai chương trình, được chưa? Nào chạy thử nhé. Cách hai thì rất nhỏ vì nó là có trừ, nó còn là trừ e đây, mà thôi mà tôi viết này cho copy lại cho nó dễ nhé. Cách một là vẫn là 0.15 giây, cách hai là rất nhỏ. Thôi tôi copy bên kia sang để nhìn nó dễ nhé. Cách nhá, tôi copy từ cái phần đầu này sang, copy cái phần này sang này. Đây, copy cái này sang nhé. Nhưng mà chơi hai thì hai là chỉ rất nhanh luôn đấy nhá. Đây chỉ hai đây. À, ta thay thế cái này bằng bằng cái đó. Đây là cách 1, cách 2 này. Rồi. Cách 2 nhé, sẽ thử lại xem. Đây, cách 2 là 0.0001, cách 1 là 0.14 nhé. Bây giờ tôi tăng cái này lên là 10.000. Tự kiểm tra xem là như nào nhé. Đấy, cái một nó là khoảng 14 giây đấy. Kiểm tra cái hai là cái hai là như nào nhé. Đấy, cái hai vẫn là 0.001 giây. Mà thấy không nào? Cái hai là rất là nhanh. Mà nó bên đây gọi cho thấy là ở trong Python là chúng ta hình dung nhé. Cách một là cách có độ phức tạp là n bình phương. Ô n bình phương. Cách hai có độ phức tạp là n log n. Thì cách hai có thể tốc độ cực chân nó chỉ thấp hơn một bậc so với cái cách trên thôi, nhưng mà nó rất là nhau rất là nhiều này. Bây giờ tôi tăng lên tăng là 100.000 nhé. 100.000 chúng ta không chừa là cách một đâu, bây giờ chúng ta tính cách hai, cách một chúng ta hủy đi nhé. Đây bây giờ chúng ta tạm thời tôi sẽ đóng cái cách một lại, tôi chỉ hiện cách hai thôi vì cách không đủ thời gian đợi chờ được cách một nhé. Còn rất rất lâu, bây giờ tôi khóa cách một lại này. Đấy, tôi không xong cái này tôi khóa lại nhé. Và tôi chỉ đo cách hai thôi, cách hai là cách này này nhé. Như vậy kiểm tra với n với là 100.000, kiểm tra xong cách hai nó là bao nhiêu giây, kiểm tra nhé, nó không và không 2 giây, các bạn thấy cực kỳ nhanh luôn đấy. Bây giờ tăng lên là 1.000.000 này, 1.000.000 nhé. Đây là đúng 1.000.000 chưa, kiểm tra xem là n 1.000.000 nó là như nào. Tức là cái dãy A nó có 1.000.000 phần tử, lâu hơn rồi đấy, nó 0,3 giây, rất là tốt luôn. Thấy không nào? Bây tôi tăng thử lên là 10.000.000 nhé. Nên cái chứ là cái hàm sort là cái hàm mà Python nó tính toán nó viết rất là gọn, rất là nhanh, nhưng mà tính thần rất là nhanh luôn. Còn cái hàm mà chúng ta viết đây là cái hàm là toán này toán lại n bình phương là nó rất là chậm. Còn cách của Python nó làm rất là nhanh nhé. Bây chúng ta đang thử tính thử cái bài này với n bằng 10.000.000. 10.000.000 tức là 10 mũ 7 đấy nhé. Kiểm tra xem là bao nhiêu giây thì nó là 1 chút là Python cái hàm sort này, Python dùng quick sort là sắp xếp nhanh, thuật toán rất là nhanh của trong kho máy tính nhé.
Đấy, nó là 4 giây, như vậy là nếu mà bài này lên đến 10 lên đến 10 triệu thì nếu mà chúng ta chọn thời gian là 1 giây thì cái bài này cũng vượt quá 1 giây. Nhưng mà cũng chứng tỏ nó rất là mạnh nhé. Nó rất là nhanh nhé. Rồi, nhưng mà tôi vừa mới phần đầu của hôm nay tôi vừa nói các bạn về cái này nhé, tức là cái một số các cái thư viện, trong đó cái mấy cái thư viện quan trọng nhất là cái thư viện thời gian, cho nó có cái hàm để tính, để chúng ta dùng nó để tính thời gian của một cái chương trình, của một cái thuật toán, và hai là cách chúng ta tạo ra cái bộ bộ dữ liệu ngẫu nhiên và cách chúng ta tính thực tế, thì thực tế những cái thời gian như thế nào, là dùng cái này để chúng ta có thể tính toán được, có thể cho học sinh làm bài tập rồi để kiểm tra cái bài của học sinh làm có đúng hay không. Các bạn thấy như vậy là thật ra là cái em dùng thời gian đo, thời gian nó chỉ là một tham số, nó không phải tuyệt đối, nó gần đúng thôi. Thật ra hai em học sinh làm chương trình có thể là giống hệt nhau luôn, có thể là về mặt thuật toán là giống nhau, tức là về mặt gọi là về mặt đối với tập thuật toán là giống nhau, nhưng mà cùng cái test thì có thể em A là ngoài, em B thì lại dạy trượt, và do cái sự ngẫu nhiên của bộ dữ liệu nó tạo ra như vậy. Cho nên là tôi đã nói nhiều lần là cái việc thi học sinh giỏi mà thông qua cái bộ test này thì nó là một cách gọi là tạm thời là đúng nhất thôi, chứ nó không phải đúng hoàn toàn. Cái này nó không còn muốn đúng hoàn toàn xem thuật toán nó tốt hay không, chúng ta phải phân tích, chúng ta phải mở ra xem code và phân tích độ phức tạp của thuật toán, thì lúc bây giờ chúng ta mới khẳng định ra à, cái thuật này là em này làm thuật là tốt, em kia làm là tốt hay không. Nhưng mà chúng ta không có thời gian chúng ta mở code ra để xem, cho nên bắt buộc phải kiểm soát thông qua cái đánh giá thời gian. Mà đánh giá thời gian thì nó chỉ mang tính tương đối, nhưng nó không thể nào đúng tuyệt đối được. Được rồi, như vậy là bây giờ tôi sẽ nói sang phần tiếp theo là cái phần cuối. Hôm nay tôi sẽ nói một chút và ngày mai nữa là tôi nói thêm các bạn về về hai kiểu dữ liệu mới nữa mà chúng ta trong chương trình cũng không được học, trong suốt cả chương trình 10, 12 cũng không học, nhưng mà học sinh theo tôi học sinh chuyên, học sinh giỏi thì phải biết, mà giáo viên chúng ta cũng là nên biết. Đó là hai kiểu dữ liệu sau đây. Đó là hai kiểu dữ liệu, là kiểu dữ liệu tập hợp và kiểu dữ liệu từ điển. Thì hôm nay tôi xin phép trình bày ngay bây giờ là cái tiếp theo, là xin phép trình bày cái phần là kiểu dữ liệu tập hợp. Tập hợp nên là kiểu dữ liệu là set nhé. Ở trong Python nên nó có ba kiểu dữ liệu theo tôi là quan trọng nhất. Trong Python nó có ba kiểu dữ liệu là được dùng thường xuyên trong tất cả, nên là ba kiểu dữ liệu ứng với ba cái em ba cái mô hình dữ liệu hay sử dụng trên thực tế trong tất cả các bài toán. Một là kiểu dữ liệu là list, chúng ta đã biết rồi, họ được học trong chương trình tin 10, và sẽ làm đây chính là bộ dữ liệu, là cái dữ liệu mảng. Thực ra sâu nó cũng là một phần làm nó liên quan đến list, nhưng mà nó là dạng khác, nhưng mà list là cái dữ liệu là nó là khả biến, cho nên chúng ta rất hay dùng, cho phép là thay đổi được cái giá trị của các phần tử của list. Loại thứ hai là tập hợp nó cũng là khả biến, và loại thứ ba là từ điển nó cũng là khả biến. Ở trong cái Python lõi nó chỉ có đúng ba ba cái này, ba cái anh này, là ba này là cái nhóm kiểu dữ liệu là khả biến duy nhất, còn lại tất cả các dữ liệu khác đều là bất biến, riêng ba cái này là khả biến. Thì cho nó cái đầu tiên này, cái list này là nó sẽ tương ứng, nôm na là tương ứng nó sẽ dùng để chỉ các dữ liệu mảng trong phòng máy tính. Khi chúng ta là gọi là mảng, liên quan đến mảng một chiều, mảng hai chiều, vân vân, thì chúng ta dùng cái này. Mà kia cái học đến sang cái phần khác nữa của học cái này, của học cái list này là cái kiểu dữ liệu quan trọng nhất. Rồi học xong các bạn, chúng ta sẽ được học dạy học sinh cái này trong suốt cả lớp 10, 11 và 12, quan trọng. Còn cái set và từ điển thì không có ở trong chương trình, nhưng mà theo tôi là rất cần luôn, vì nó là một trong cái kiểu dữ liệu lõi rất quan trọng. Bây giờ tôi mô tả các bạn cái set nhé. Đây thì khi mô tả cái kiểu dữ liệu set thì chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta tạo ra một kiểu dữ liệu set. Thì cách bắt đầu bình thường là chúng ta dùng cái hiệu này để mô tả, ví dụ dữ liệu là 1, 3, 4.
Thì như vậy S thì nó làm cái tổng hợp cũng có ba phân tử 3, 4 nhé. Bây giờ tôi viết là ví dụ như S1, tôi viết là 1,1, 2, 1, 2. Được không? Được. Enter. Thử xem nào. S1 nào. Có thể nó sẽ loại ra 1 và 2. Nó không để 4 phân tử về. Nó loại ra các phân tử giống giống nhau. Cho nên là như vậy là S thì nó chỉ có giữ lại các phân tử khác nhau thôi. Như vậy là tập hợp là một dãy các phân tử mà là khác nhau về mặt giá trị từng đôi một. Từng đôi một. Được chưa? Như vậy tập hợp là như vậy. Tập hợp đúng là nghĩa là tập hợp luôn. Là nó tập hợp mà nó khác với list là gì, là nó một là nó là không cho phép hai phân tử là trùng nhau, hai là với tập hợp thì nó không phân biệt thứ tự của các phân tử nhé. Thì tôi viết là S1 đây, tôi viết này nhé, 1,2 tôi viết như này, tôi có thể kiểm tra nó xem có đúng bằng là 2,1 không, bằng nhau. Vậy là 1, 2, 2, 1, nó là 1. Nó không không phân biệt thứ tự các phân tử. Trong khi đó thì list thì lại phân biệt các phân tử. Trong, với list chúng ta có thể truy cập vào từng phân tử một theo thứ tự theo chỉ số. Thằng này không cho phép là như vậy. Chúng ta S thì đây nhé, chúng ta viết là S thì chúng ta không thể viết như này làm máy báo lỗi ngay. Không cho phép truy cập vào từng phân tử. Đó. Vì sao như vậy? Vì lại S là kiểu dữ liệu mà là nó không phân biệt thứ tự các phần tử, mà nó là một tập hợp các phần tử. Thứ tự của nó là không quan trọng, miễn là nó phải khác nhau từng đôi một. Các bạn thấy không nào? Thấy rất là hay nhé. Rồi thì mình chúng ta kiểm tra xem hàm S nó có những cái viết gì nữa nhé. Đây, với S thì nhé, đây là S của tôi là như thế này. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra với tôi có cái hàm len vẫn bình thường, len là vẫn bình thường. Thường nhé. Rồi chúng ta là với S là tập hợp, chúng ta vẫn có thể là duyệt từng phân tử một của S, ta dùng lệnh là for x in S hoàn toàn bình thường nhé. Đấy. Cái này là giống hệt đối với dãy, đối với list, đối với sâu. Đối với S cũng vậy, chúng ta được quyền là duyệt từng phân tử một của N bằng giống hệt chưa, giống hệt hơi hơi giống dãy đúng không? Đây, in ra là 1 3 4 đây. Như vậy là đối với em, nhắc lại đối với S là một dãy một tập hợp các phân tử không phân biệt thứ tự, cho nên chúng ta không thể truy cập vào từng giá trị một, từng từng không có khái niệm chỉ số, và không chỉ số thì là không có khái niệm là gì, không khái niệm là slicing, không có, nhưng chúng ta được quyền là duyệt các phân tử của S như bình thường giống như với list. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu các cái phương thức của S. Có khá nhiều luôn nhé, tôi dir dir cái S các bạn thấy nhé, nó có khá nhiều luôn, nó có lệnh 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 copy này, lệnh clear này là giống với list này, lệnh add mà chúng ta kiểm tra lệnh đầu tiên lệnh add nhé, lệnh add lệnh là bổ sung một phần tử vào 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 cái đây nhé, bây giờ lệnh add của tôi là như này nhé. Bây giờ tôi viết như sau này, bây giờ tôi kiểm tra cái ID của nó, kiểm tra cái ID là kiểm tra cái vị trí của bộ nhớ, thế là cái đối tượng S nằm vị trí nào của bộ nhớ nhé. Bây giờ tôi bổ sung này, cái lệnh bổ sung này của S, lệnh S thì nó hoàn toàn tương tự lệnh append của dãy, nó sẽ bổ sung 10 vào S, nhưng bản thân S là không thay đổi về mặt đối tượng, mặc dù là S thay đổi về mặt giá trị thì đó chính là khái niệm là khải biến đấy. Nhưng mà SV là thêm 10 nhé. Nhưng mà cái S này này so với cũ là nó khác nhau về mặt giá trị, nhưng mà không khác nhau về mặt đối tượng, nó vẫn là đối tượng cũ. Tôi viết là ID kiểm tra nhé, kiểm tra cái S nó có phải đổi không. Tôi viết là ID S kiểm tra không thay đổi, ID cũ nó vẫn là cái này nhé, ID mới nó vẫn là cái này. Như vậy là suy ra là cái vị trí của S trong bộ nhớ là không thay đổi, suy ra là cái S này mới này và S cũ này là một, giống hệt cái này là giống hệt đối với dãy, đối với list. List là đối tượng như vậy, là chúng ta có thể bổ sung các phần tử vào vào cái list A mà không thay đổi cái đối tượng A. Cho nên được chưa? Đấy, thì đây là cái lệnh S thì nó hoàn toàn tương tự với tương tự với lệnh append nhé.
Bây giờ ngoài ra chúng ta thấy là nó có rất nhiều cái hàm khác như này. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì đối với tập hợp chúng ta chú ý là nó có những lệnh sau đây này. Có cái lệnh là hợp của hai tập hợp, ra của hai tập hợp, hiệu hai tập hợp. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Cũng thấy nó có bốn lệnh tất cả. Đối với từ điển thì nó có bốn cái thao tác, bốn cái phép toán với tập hợp. Một là hợp tiếng Anh nó là union, như thì là đây là A này, đây là A này, đây là B này, thì hợp của chúng cái phần to này, này chính là hợp của hai cái, hợp của hai cái, và ta cho ra ký hiệu là A như này, A như này, B đấy, A như này. Được chưa? Đó, đây là hợp nhé, là phần nằm trong cả A hoặc học A hoặc là B. Lệnh thứ hai là lệnh giao, là intersection, là giao là cái phần chung của A và B. Đây nha, bây giờ cho A đây, B đây, thì phần giao của chúng là cái phần này này, cái kiểu nó là kiểu tức là A giao B, A giao B nó là dấu và. Chúng ta lại lần nữa cho có đúng không nhá. Đây bây giờ là A của chúng ta là như thế này nhá, vậy F thì chúng ta viết là A nhé, A này bằng này 1, 2, 3, 10. B bằng 2, 3, 12, 16, 17. 17 thì A này, A hợp B này, thì tạo ra một hợp mới. Nó là gộp của hợp của hai cái lại, nhân vừa có 1, 2, 3, có 10, vừa có là 12, 17. Còn cái thứ hai là A giao B, thì nó chỉ còn lại là A là 23 thôi, nó là giao. Được chưa? Đó, như vậy là giao nhé. Nào. Loại thứ ba là trừ, là phép trừ, là hiệu. Ba là hiệu. Là difference, hiệu của A trừ B, difference, nhìn có rõ không? Difference, ký hiệu là A trừ B. Đây là A này, B này, thì cái phần phần mà A không thuộc B thì nó là A trừ B, thì phần này là ký hiệu là A trừ B, hiệu là A trừ B. Một cái loại nữa, loại thứ tư là mà phép tính tư, là phép nó lại hiệu đối xứng, hiệu đối xứng nó gọi là sim symmetric symmetric difference difference và ký hiệu là A thế này, tức là đây là cái hiệu đối xứng, là cái phần mà là đây, nó là cái này này, đây là A này, B này, là phần hợp trừ đi phần giao. Vậy tôi bỏ cái phần này đi, nhầm nhầm nhé. Là cái phần này là cái phần mà phần hợp này trừ đi phần giao đấy, này đây là A này, đây là B này. Thì phần ngoài là cái phần giao của chúng sẽ bị loại đi, phần giao của chúng sẽ bị loại khỏi cái hiệu 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 đối xứng A này, B. Thì nó có cái hàm sau đây nhá. Đây này, nó có cái hàm mà đây này, đây nhé, difference này, đâu rồi, union này, đúng không? Đây là hợp nhé, giao là intersection đây này, đây là intersection là hàm giao này, union là hợp này,
hiệu là difference này, còn hiệu đối xứng là symmetric difference. Được chưa? Đó. Đây nhé, A, B, B, tôi lấy A này, A tôi lấy hiệu với B này, lấy A trừ đi B, như vậy là trừ đi 23, nhưng còn đành trừ đi 23 là phần phần trừ lại là 1 và 10 thôi, 1, 10. Còn lấy A mà lấy hiệu đối xứng của B thì nó sẽ tạo ra gì? Nó tạo ra là lấy phần hợp AB trừ đi phần chung cho trừ đi 23. Nó chỉ còn là 67, 1, 10, 12. Có thể nó xếp thứ tự lung tung không? Đấy. Nó không phải xếp thứ tự theo từ nhỏ đến lớn đâu. Lung tung. Được chưa? Thế như vậy là những cái... chú ý cái này nhé. Chú ý bốn phép toán. Như vậy chúng ta có bốn phép toán. Chúng ta chú ý. Phép toán. Cho trước này. Cho trước hai tập hợp A và B nhé. Thì A hợp B. A giao B. Đấy. A hiệu B, A trừ B và A đối xứng hiệu đối xứng B. Thì cả bốn cái cả bốn phép toán này là như sau, là nó tạo ra một đối tượng mới. Tạo ra đối tượng mới, chỗ này chú ý nhé, tạo ra một đối tượng mới. Tạo ra một đối tượng mới là kết quả. Là kết quả của phép toán, là kết quả của phép toán nhé, phép toán mà không thay đổi AB, mà không thay đổi, mà không làm thay đổi AB là vẫn giữ nguyên. Thì khi mà tôi viết là C bằng như thế này thì C sẽ là một tổ hợp mới tinh được tạo ra mới khác AB, và C là nó là hợp của AB, nhưng AB không thay đổi sắc lệnh, AB là nó không thay đổi. Đây, chúng ta chú ý nhé. Khi tôi viết là D bằng A giao B như này thì D sẽ là một tổ hợp mới, và không ảnh hưởng gì đến AB không không thay đổi. Tương tự như vậy chúng ta có thể là làm cái phép toán khác, ví dụ như là E đây. E bằng A trừ B thì nó tạo ra một đối tượng mới là E, là kết quả nó lại bằng A trừ B, và sau lệnh này thì AB không thay đổi, thấy chưa? Và cùng là F bằng là A B. Đấy, thấy chưa? Thì những lệnh này là những lệnh mà nó là các thuộc tính mà nó không làm thay đổi. Thì lệnh nó tương đương sau, lệnh này nó tương đương như sau này, nó sẽ tương đương như này, nó tương đương là lệnh là A chấm union union b. Đấy, tương đương cái này nhé, cái này tương đương với là lệnh là a chấm intersection mở ngoặc b, cái này tương đương với là a chấm difference b, cái này tương đương với là dài hơn một tí là a chấm symmetric ở dưới, sau đó là difference b. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Này là lệnh mà không làm thay đổi AB, nó tạo ra một đối tượng mới. Luôn luôn chúng ta phải chú ý đến cái việc là đối tượng nhé. Ta chú ý. Còn nếu chúng ta muốn còn nếu chúng ta muốn là gì chúng ta muốn là bổ sung b vào a thay đổi thì làm hoặc là làm khác, có một con tiếng khác nhé, các bạn so vào đây này, nó có cái lệnh khác nhé. Ngoài cái lệnh là union ra, nó có một lệnh khác chính là cái lệnh là update. Đây này, update này nó gần giống với union nhưng mà nó làm thay đổi a, bổ sung b vào a. Cái lệnh difference này là cái lệnh mà khi mà a difference b thì là a không thay đổi, b không thay đổi mà nó tạo ra một đối tượng mới. Còn difference mà có chữ update thì là khác hẳn nhé,
biết thì lại khác, là nó lấy a trừ b và nó thay đổi a. Đấy, các bạn chú ý nhé, bây giờ tôi mô tả các bạn lại nói nhé, đây này các bạn chú ý là chỗ này chỗ hay bị nhầm lẫn nhé, chỗ này tức là đây là làm a a b không thay đổi, a không đổi và kết quả tạo ra một cái tập hợp mới, còn tôi muốn là bổ sung b vào a tức là union, mà làm mà khi bổ sung b vào a mà a thay đổi thì làm như nào, lại như sau đây này, lệnh này các lệnh sau này, các lệnh sau sẽ cập nhật vào a luôn, cập nhật vào a, kết quả đưa về a và như vậy là giá trị a thay đổi, như vậy là value của a, giá trị của a thay đổi, giá trị a thay đổi, a thay đổi nhưng đối tượng a không thay đổi, cái này hơi khó một tí nhé, thì không thay đổi. Đấy. Thì làm như sau nhé, thì lệnh union chúng ta có lệnh sau đây là chúng ta có lệnh là a chấm update, đây, có lệnh trước lệnh này khác một chút, update b là bổ sung, là lệnh sau đây là sẽ b phần tử của b sẽ đưa vào a, đưa vào a, update thì là nâng vào những a thay đổi, bên a sẽ thay đổi, lệnh tiếp theo là a này là difference, xong một chữ cái dưới update, update b lệnh này sẽ lấy a trừ đi b và kết quả bổ sung vào a luôn, a sẽ thay đổi. Lệnh này là lệnh như sau, lệnh này là lệnh in section update, update b lệnh này sẽ lấy phần hợp của a và b, hợp à, lấy phần giao và bổ sung vào a luôn, a thay đổi, khác ở trên nhé. Và cuối cùng là cái lệnh này, là cái lệnh là a chấm symmetric difference update, update b, cái này sẽ lấy của hiệu đối xứng của AB và bổ sung vào A, đây là cái lệnh mà là cập nhật vào A luôn, chỗ này là cập nhật, cập nhật vào A. A đối tượng A có thay đổi nhưng mà giá trị của A thay đổi. Nó giống như là đối với các bạn nhìn chú ý đối với dãy, đối với list nhé. Là đối với list nhé thì có cái lệnh là A này, A append, append x. Đấy, lệnh này là bổ sung x vào A không thay đổi. Còn cái lệnh là A bằng A cộng với cái này thì là bổ sung x vào A nhưng mà tạo ra một đối tượng mới cũng đưa vào A. Nhưng mà nó khác nhau, những cái lệnh này là khác nhau. Lệnh này là cái lệnh là tạo ra một đối tượng mới là giá trị là A cộng với x, bổ sung x vào cuối. Vậy lệnh này là nó khác, hai lệnh này nó khác nhau nhé. Đấy. Cái này hơi khó một chút rồi. Đấy, thì đấy là tôi vừa mới mô tả, nhưng bây giờ tôi bắt đầu mô tả sang cái phần mà thầy giáo chúng ta ít thời gian đúng là riêng một tập hợp phải làm nhiều một tập nữa chúng ta mới hiểu. Bây giờ tôi nói thêm một cái điểm mạnh nhất của tập hợp là chỗ này. Đây, bây giờ như này nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đây. Bây giờ A đây, A bây giờ tôi làm tập hợp của A, tập hợp có thể cùng rất nhiều các giá trị khác nhau. 1 này, 2 này, rồi là ABC thoải mái, được chưa? Đấy, vô tư nhé. Hay là font thoải mái đúng không? Năn vô tư. Năn vô tư. Tập hợp này là không sao. Enter. A là ngon lành. Nhưng mà chú ý. A bây giờ tôi thử bổ sung vào nó một cái phân tử là cái dãy này, một cái list này. Một hai. Sẽ có được không? Máy lập tức là báo lỗi đấy. Như vậy cái đoạn gì là tập hợp A tập hợp không cho phép chứa những kiểu dữ liệu là khả biến, đang chú ý nhé. A tập hợp không được phép chứa list, không được phép chứa tập hợp con và không được phép chứa từ điển. Đấy, chúng ta chú ý rất quan trọng này, cái điều quan trọng rất quan trọng nhé, chú ý rất quan trọng này. Tập hợp ở trong
tập hợp ở trong Python thì không được phép không không được phép chứa chứa các dữ liệu khả biến. Tức gì? Không được phép chứa list là một nhé. Không được phép chứa tập hợp. Tập hợp không được phép chứa tập hợp. Chú ý các bạn thế, nhưng mà list được phép chứa list, mà tập hợp không được phép chứa tập hợp, và tập hợp không được phép chứa từ điển. Vì chúng ta biết rồi, đây là ba kiểu dữ liệu khả biến duy nhất ở trong Python. Như vậy là các phần tử của tập hợp không được phép chứa tập hợp, không được phép chứa list và không được phép chứa từ điển. Nghĩa nó rất là mạnh luôn đấy nhé. Thì cái này nó sẽ như thế nào, vì sao lại như vậy, thì cái này tôi thêm một chút, cái này là cái nó chúng ta phần rất nâng cao, nhưng mà chúng ta thêm này, vì sao tập hợp ở trong Python lại không được phép chứa dữ liệu khả biến là như thế này này. Chúng ta thêm nó thêm một chút nhé. Ở trong Python ấy thì dữ liệu, tất cả các dữ liệu của nó trong Python, các kiểu dữ liệu của nó sẽ được chia làm hai loại. Một loại dữ liệu là bất biến, hai dữ liệu hai là khả biến, mà chúng ta đã biết rồi, khả biến thì chỉ có ba loại thôi, là list, tập hợp là set, và cái thứ ba là dict là từ điển, có ba loại. Còn tất cả các thằng khác như là in này, float này, là string này, hay cả tuple, đều là bất biến cả, được chưa? Thế thì trong bản thân nó quy định như sau, nói thêm cái này các bạn có thể không hiểu hết, không 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 còn hiểu, nhưng mà có thể nói luôn cho các bạn biết nhé, là nhưng mà chúng ta hiểu ý nghĩa của nó được rồi. Như vậy là trong Python thì tất cả các dữ liệu bất biến này thì Python nó có một chức năng rất hay, là nó phép cho phép chúng tôi có dùng một từ là băm được, là băm được, băm được. Cái này nếu chúng ta không hiểu hơn, chúng ta phải học về kỹ thuật băm. Băm được tức là có hàm băm, có thể có cái hàm băm băm nhé. Còn dữ liệu khả biến là dữ liệu là không băm được, băm được. Như vậy là tập hợp là kiểu dữ liệu mà không thể chứa dữ liệu là không băm được, nó chỉ cho phép chứa dữ liệu là băm được thôi. Cho nên là tập hợp là gì, là nó chỉ phép chứa là các dữ liệu bất biến thôi, số nguyên này, số là số nguyên này, số thực này, sâu này, tuple nó chứa được hết, vì như đó là những dữ liệu là băm được, các bạn chú ý nhé, băm được đó. Như vậy là đối với em là đây, chúng ta chú ý nhé, băm được. Như vậy là s đây, tôi nó có chứa bất kỳ một cái dữ liệu nào, 1 2 3 4, nhưng mà nó không chứa được dữ liệu là mảng đấy, không chứa dữ liệu là, không được phép chứa dữ liệu là list. Cái này là list rộng không được nhé, không được đấy. Thì nó báo là vì nó trong này chứa cái dữ liệu nó là unhashable, tức là đây là ký hiệu của chữ là không, gọi là không băm được, không băm được, được chưa đấy. Thế thì và thế ý nghĩa của nó là như này, ý nghĩa là như này nhé, tức là mà là đây, bây giờ chúng ta kiểm bìa s thì viết lại này, s của chúng ta là ví dụ như là 1 2 3 4, chúng ta nhớ lại là chúng ta nhớ là s cho phép chúng ta là gì, viết nhầm, đây nhé. Ôi giời, nó bị lỗi gì đây, nó bị lại vậy, 1 2 3 4 5 6 rồi nhé. Chúng ta biết là có lệnh là, chúng ta biết là có cái lệnh for x in in s, được chưa, in s. Sau đó chúng ta print print x ra ngoài. Như vậy là S là hỗ trợ là cái lệnh for x in, hay đúng hơn là thật ra là hỗ trợ lệnh in, lệnh kiểm tra xem phần tử S có nằm trong x hay không. Chúng ta có lệnh là gì? Là 10 in S, kiểm tra xem là 10 có nằm trong S hay không. Đây là for 5 in S, kiểm tra hay không? Có.
Được chưa? Như vậy là giả sử tôi có cái em A đây, A là một cái dãy mà gồm các phân tử là 1, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 0. Nhé. Thì chúng ta viết cái lệnh này, lệnh set set A là lấy ra các phân tử của A đưa vào tổ hợp S. Lệnh và lệnh S là cái lệnh mà cho phép chúng ta là biến đổi từ một cái list sang tập hợp. Thì tự động máy nó sẽ cắt bỏ đi những phân tử là bỏ đi những phân tử là bằng nhau, và S thì chỉ là cái phân tử khác nhau từ đêm một của A. Thấy không nào? Đó. Được chưa? Như vậy là chúng ta chú ý là như vậy là cái em ở đối với A nhé thì cũng có lệnh kiểm tra, ví dụ như là 10 in A, 10 in A cũng có lệnh đó. Với S cũng vậy, chúng ta có lệnh là 10 in S. S có cái lệnh là S có lệnh là bổ sung một phân tử vào S gì. Đấy. Và S và A cũng có cái lệnh là append một phân tử nào đó vào cuối dãy dãy A, đúng không nào? Vào cuối dãy A nhé, ví dụ như là 12. Đó. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ mô tả kết quả chính của chúng ta ngày hôm nay này. Là đây nhé, như vậy là đối với tôi so sánh với tập hợp này, đây nhé, bìa với tập hợp này. Ở đây nhé, tôi sẽ xem nhé. Ở đây là list này. Ở đây là tập hợp này. Có cái lệnh là append x. Với s có tập hợp là s x. Nhé. Với a nó có cái lệnh kiểm tra, ví dụ như là x in a. Kiểm tra xem x có nằm trong ai không. Với f cũng vậy, có cái lệnh là x in s. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta chú ý nhé, với cái lệnh bổ, vì a là các phân tử, a là các một dãy có phân tử, cho nên x này chỉ là gì, ở bên x chỉ là bổ sung x vào cuối của a thôi, chỉ có một lệnh là bổ sung vào cuối rất đơn giản. Đấy. Cho nên là rất là nhanh. Thì chúng ta biết rồi, đối với lệnh này thì thời gian tính của nó là 0,1, nên tôi ký hiệu bằng cái hiểu sau như 0,1 tức gì, tức là nó theo nó gần thời gian nó gần như là tức thời, nó là một cái hàng số. Còn cái lệnh là x in a là duyệt x, kiểm tra xem x có nằm trong a hay không, thì chúng ta phải duyệt trên từng phần tử mở của a, cho nên cái lệnh này, cái thứ hai này nó sẽ là có thời gian là 0n, được chưa? Rồi bây giờ tôi quay sang tập hợp này. Cái lệnh là fx lấy gì này, thì về lý thuyết là nó không thể bổ sung x vào cuối của s như là đối với dãy đâu, vì s là một tổ hợp không có thứ tự mà, cho nên là khi bổ sung x vào s gì nó mới kiểm tra xem là x có nằm trong s hay không, không có nó mới đưa vào, còn có chung ngồi thì thôi. Cho nên thấy là cái lệnh x fx này nó là kiểm tra duyệt tất cả phần tử của s xem có trùng x hay không. Cho nên là cái lệnh này, lệnh đầu tiên này khi chúng ta mới thoáng qua nhìn mà chúng ta nghĩ ra lệnh này nó phải có thời gian là n, kiểm tra là n lần. Nhưng mà rất là may là gì, rất may tập hợp là cái kiểu dữ liệu là nó không chứa các phân tử là không băm được, cho nên nó hỗ trợ rất rất là mạnh cái chuyện này. Cho nên cái lệnh đầu tiên này cũng là 0,1 thời gian để chúng ta nhận là 0,1 thời gian đấy, được chưa? Còn cái lệnh kiểm tra x in s này này, x in s này là cái lệnh mà về mặt lý thuyết giống như với dãy thì phải là 0 n o n, nhưng mà rất may là lệnh này vì là s là nó dùng cái công nghệ băm để nó xử lý, cho nên này vẫn là 0,1. Cho nên các bạn thấy ấy, như vậy là đối khi chúng ta dùng tập hợp ấy thì cái thời gian chạy của chương trình là rất là ngắn, rất là ngắn. Mà đây tôi vừa chia bản cái bản này tôi vừa kể cho các bạn là hai cái lệnh rất là cơ bản, và nó xuyên suốt trong tất cả các chương trình liên quan đến mà sau này chúng ta sẽ làm quen nhé. Vì tôi hết thời gian rồi, tôi xin phép tôi dạy thêm các bạn thêm các bạn khoảng 5 phút nữa. Tôi sẽ demo cho các bạn hai cái này nhé, và kiểm tra xem vì sao nó nhanh nhanh như thế nào, vì tôi làm cho các bạn lệnh cái lệnh này nhé. Đây
Bây giờ tôi làm các bạn cái lệnh này. Không kịp đâu. Thôi chúng ta nghỉ cái lệnh này, cái này là buổi sau đấy nhé. Không, tôi nghĩ đơn giản, thời gian không đơn giản. Tức là buổi sau tôi sẽ có ví dụ để demo để chúng ta kiểm tra xem là hai cái lệnh, hai cái ý nghĩa của cái này là như thế nào. Chúng ta vẫn làm quen với dãy mảng bình thường, chúng ta xử lý nó bình thường, chúng ta thấy cái lệnh này là lệnh bình thường. Bổ sung phần tử vào cuối dãy thì nó là không một thời gian, còn duyệt ta kiểm tra phần tử nằm trong ai không, nó là không có thời gian. Còn đối với tập hợp thì rất là mạnh hơn, tức là bổ sung phần tử vào tập hợp nó vẫn là không một thời gian, và kiểm tra xem phần tử có nằm trong phần tử tập hay không vẫn là không một thời gian. Như vậy là cái thời gian đối với cái bài toán liên quan tập hợp nó rất là nhanh. Thì cái này có lẽ là buổi sau đi, buổi sau tôi sẽ cho ví dụ để chúng ta hình dung được cái ý nghĩa của cái tập hợp là như thế nào nhé. Thôi thì chúng ta nghỉ nhé, vì tôi định làm ví dụ ngay nhưng không kịp vì nó phải mất thời gian một chút em mới làm được. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay là buổi là 11, buổi hôm sau là buổi cuối cùng đấy, thì tôi sẽ nhắc lại, tôi sẽ cùng các bạn xem lại một vài ý nghĩa của cái tập hợp này, và tôi sẽ nói nhanh các bạn cái tập hợp cái kiểu dữ liệu tiếp theo là kiểu dữ liệu là từ điển. Thì kiểu dữ liệu từ điển cũng thế, nó cũng dựa trên cái công nghệ băm, và nó làm cho chương trình của tốc độ rất là nhanh để chúng ta áp dụng cái công nghệ cái kỹ thuật cái kiểu dữ liệu từ điển. Thì tuần này sau nhé, thì đó là buổi sau, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Có vài bạn hỏi là em chưa hiểu cái từ băm, chỗ cái từ băm này khó lắm bìa kia nhá, bìa băm các bạn lên mạng các bạn tra cứu cái từ hash nhé, các bạn tra cứu cái từ này thì các bạn sẽ hiểu nó công nghệ hash, công nghệ băm đấy, hàm băm và bảng băm, vì nó khó nhưng tôi không không muốn nói sâu về cái này, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Nhưng mà ý nghĩa gì, ý nghĩa của cái công nghệ băm là nó giúp cho cải tiến tốc độ xử lý dữ liệu rất là nhanh, nôm na là như vậy. Cho đến có lẽ buổi sau tôi sẽ trình bày, nếu có thời gian tôi sẽ trình bày sơ lược cho các bạn về cái công nghệ băm này. Nếu không thì tôi nghĩ là tuần sau tôi sẽ bắt đầu tuần sau tôi bắt đầu tạo tôi bắt đầu tôi bắt đầu trình bày những cái buổi buổi cái buổi buổi học thêm đấy. Tôi sẽ có buổi tôi trình bày cho toàn bộ tất cả các bạn ở trong 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 mấy nhóm này, trình bày cái công nghệ băm này một chút thôi để chúng ta hiểu. Từ nôm na thì nôm na là với Python thì có hai kiểu dữ liệu quan trọng là tập hợp và từ điển đều sử dụng công nghệ băm, kỹ thuật băm, và nó giúp cho tăng tốc độ rất là nhiều trong chương trình. Rồi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ, chào thầy Hẹn ha. buổi sau nhé.